Về đường ngang cuối sân. Và tôi chắc xin giới thiệu trận thi đấu bán kết 1, bán kết 5 diễn ra giữa đội mặc trang phục trắng là đội bóng Lâm nghiệp Quy Nhơn gặp đội bóng mặc trang phục đỏ là đội bóng Đại học Quy Nhơn. Hai đội thi đấu 3 hiệp tháng 2, điều khiển trận đấu trọng tài 1 ông Nguyễn Vũ Trung, trọng tài 2 ông Đinh Chí Đạt. Lâm nghiệp thi Đại học Quy Nhơn hả? Hai đội vào sân ở hiệp thi đấu thứ nhất, đội Đại học Quy Nhơn phát bóng. Đội phát bóng Lâm nghiệp Quy Nhơn 1-0. Đội phát bóng Đại học Quy Nhơn 1-0. Đội phát bóng Lâm nghiệp Quy Nhơn 2-1. Điểm Lâm nghiệp Quy Nhơn 3-1. Đội phát bóng Đại học Quy Nhơn 2-3. Đội phát bóng Lâm nghiệp Quy Nhơn 4-2. Đội phát bóng Đại học Quy Nhơn 3-4. Ba đội đổi sân. Điểm Lâm nghiệp Quy Nhơn 5-3. Hai đội về cuối sân. Đội phát bóng Đại học Quy Nhơn 4-5.
đội Pháp bóng Lâm nghiệp Quy Nhơn 6-4. Đội phát bóng Đại học Quy Nhơn thay đổi dừng khởi động về cuối sân. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận có bán kết 2 nam giải bóng chuyền nam nữ tại Bình Định lần thứ 5. Tạt bóng lên rồi để điểm Lâm nghiệp Quy Nhơn 8-8, 16-10. Lợi số 2. Đặt bóng tốt, điểm có sơ xéo 9-8. Đội phát bóng Đại học Quy Nhơn 11-16. Đội phát bóng Lâm nghiệp Quy Nhơn 17-11, hai đội đổi sân. Đặt bóng tốt, điểm cho Quy Nhơn 9-9. Điểm Lâm nghiệp Quy Nhơn 18-11. Bỏ bóng tốt, điểm với sơ xéo 19. Điểm Lâm nghiệp Quy Nhơn 19-11. Thắng số 1. Đội phát bóng Đại học Quy Nhơn 12-19. Điểm Đại học Quy Nhơn 13-19. Bỏ bóng tốt, điểm cho Quy Nhơn 10-10. Đội phát bóng Lâm nghiệp Quy Nhơn 20-13. Bỏ bóng qua lưới, điểm cho Quy Nhơn 11-10, hai đội đổi sân. Điểm Lâm nghiệp Quy Nhơn 21-13, kết thúc hiệp đấu thứ nhất. Điểm Đại học Quy Nhơn 11-10, mời hai đội đổi sân. Lâm nghiệp Quy Nhơn xin tạm dừng lời.
Bỏ bóng tốt đến như Quy Nhơn 2-0. Tâm nghiệp Quy Nhơn 11-11. Đập bóng ra ngoài điểm cho Quy Nhơn 3-0. Bỏ bóng tốt điểm cho Soi Xéo 1-3. Đội phát bóng Đại học Quy Nhơn 12-11. Bỏ bóng tốt, điểm cho Quy Nhơn 4-1. Đội phát bóng Lâm Nghiệp Quy Nhơn 12-12. Chạm tay trắng ra rồi, điểm cho Sơ Xéo 2-4. Điểm Lâm Nghiệp Quy Nhơn 13-12. Đánh bóng không qua lưới, điểm Soi Xéo 3-4, hai đội đổi xong. Đội phát bóng Đại học Quy Nhơn 13-13. Chạm tay trắng đang gọi điểm cho Quy Nhơn 5-3. Đội phát bóng Lâm Nghiệp Quy Nhơn 14-13. Đào Quy Nhơn xin tạm dừng lần thứ nhất ở hiệp. Đập bóng tốt điểm cho Quy Nhơn 7-4. Điểm Lâm Nghiệp Quy Nhơn 15-13, hai đội đổi sân. Phát bóng ra ngoài, điểm cho Soi Xéo 5-7. Đội phát bóng Đại học Quy Nhơn 14-15. Bỏ bóng tốt, điểm cho Quy Nhơn 8-5. Đội phát bóng Lâm Nghiệp Quy Nhơn 16-14. Phát bóng ra rồi, điểm cho Soi Xéo 6-8, hai đội đổi xong. Chết. Đội phát bóng Đại học Quy Nhơn 15-16. Bỏ bóng tốt, điểm với Soi Xéo 7-8. Điểm Đại học Quy Nhơn 16-16.
đập bóng ra ngoài, điểm cho sơ xéo 8-8. Đội phát bóng Lâm nghiệp Quy Nhơn 17-16. Bỏ bóng tốt, điểm cho Quy Nhơn 9-8. Lợi số 2 phát. Điểm Lâm nghiệp Quy Nhơn 18-16. Đập bóng tốt, điểm cho soi xéo 9-9. Đội phát bóng Đại học Quy Nhơn 17-18. Hai đội đổi sân. Đập bóng tốt, điểm với soi xéo 10-9. Lâm nghiệp Quy Nhơn. Điểm đã bóng ra rồi, điểm 19-17. 10-10. Đội phát bóng Đại học Quy Nhơn 18-19. Phát bóng tốt, điểm cho Quy Nhơn 11-10, hai đội đổi sân. Đội phát bóng Lâm nghiệp Quy Nhơn 20-18. Đội phát bóng Đại học Quy Nhơn 19-20. Đập bóng tốt, điểm với soi xéo 11-11. Số 2 phát em. Điểm Lâm nghiệp Quy Nhơn 21-19, kết thúc trận đấu, đội Lâm nghiệp Quy Nhơn thắng. Đạo Quy Nhơn tỷ số 2-0. Điểm soi xéo 12-11.